hẹn mới, những năm tháng hai ta cùng nhau chung bước, mơ sẽ không dài, đêm nay phải xa cách dù. Còn vẫn không chi tiết nỗi còn lại. Chẳng biết em đã về chưa, hay tâm tối nơi đâu mà xưa. Anh tối khi ta làm chưa, hay vẫn đợi người ta về đâu nữa. Em bớt đọc chuyện lại đi. Em sẽ không bao giờ trở thành nữ chính ngôn tình đâu. Nhưng mà chuyện em đọc, làm gì có nữ chính. Before you can get your seats, you must be sorted into your houses. Chủ trí hâm phân biệt đối xử như thế nào? Hãy subscribe cho kênh Tổng.